Bí thư huyện ủy Trà Bồng đã trao quyết định kết nạp đảng viên cho học sinh Hồ Sura lớp 12A3 trường Trung học phổ thông Tây Trà. Với vai trò là lớp trưởng, Hồ Sura luôn phấn đấu vươn lên để trở thành tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống. 3 năm liền, em là học sinh giỏi và hạnh kiểm tốt. Đây là học sinh đầu tiên của trường Trung học phổ thông Tây Trà được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường.